Chào các bạn, thì ở video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn quản lý cái chỗ bài viết. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quản lý trang. Thì các bạn click vào trang, thì mặc định nó sẽ có hai cái trang, là trang bảo mật và trang mẫu. Thì cái trang này là cái gì? Thì cái trang này là thường sử dụng để làm một số trang tỉnh ở trong WordPress, trong website á. Ví dụ như ở web học WordPress.vn của mình á, thì những cái mình dùng cái trang á, đó là trang giới thiệu này. Đó, nó chỉ là một bài viết giới thiệu, trang liên hệ. Đó, đây là những cái trang. Đó, thì phân biệt với cái bài viết á, thì cái trang nó sẽ tạo những cái trang riêng biệt và nó sẽ không có nằm ở trong một chuyên mục. Và thông thường là những cái trang này thường họ sẽ áp dụng cho những cái bài viết mà cố định ít thay đổi, ví dụ như là liên hệ giới thiệu hay là một số cơ cấu tổ chức hay là một số cái thành phần mà ít khi nào mà thay đổi thì sẽ dùng cái trang. Còn những cái nào mà thuộc về bài viết mà cập nhật thường xuyên, ví dụ như hôm nay có một bài, ngày mai có một bài tin tức cập nhật thì họ sử dụng bài viết. Còn trang thì sử dụng những cái trang mà nó sử dụng nội dung ít thay đổi. Thì cũng tương tự như trang các phần bài viết, thì phần trang nó cũng có những cái thành phần, ví dụ như là chỉnh sửa nhanh, thùng rác, rồi xem hay là xóa để tạo một trang mới, thì nó sẽ để tạo một trang mới thì nó sẽ hoàn toàn giống như với trang tạo bài viết, nhưng mà nó ít thành phần hơn, nó gọn hơn. Đó, các bạn click vào tạo một trang mới này, thì hiện tại nó trang thì nó cũng không có chuyên mục, không có chuyên mục và không có từ khóa nha, chỉ có một bài viết thôi. Đó, chỉ có một bài viết cơ bản như thế này. Và đặc biệt trang thì nó cũng có trang cha và trang con thế thôi. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số cái giao diện, cái này thì tùy vào cái theme, bạn dùng cái theme nào mà có nhiều giao diện cho cái trang ấy, thì nó sẽ hiển thị nhiều, một ít thì nó sẽ có ít cái để lựa chọn. Đó, thì đó là phần trang. Thì cái mình sẽ tự thêm một trang, trang giới thiệu. Giới thiệu nha. Rồi trong đây là nội dung giới thiệu. Thì tương tự với bên bài viết thì trang nó cũng thể thêm được hình đại diện. Mình sẽ chọn một hình đại diện nào đó để thêm. Đồ thumbnail. Đây. Hình đại diện. Đó. Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin thì các bạn bấm đăng. Để cho cái trang này nó public. Và cái đường dẫn của trang thì nó khá là đẹp, là cái domain, xong rồi tới cái select của trang. Đó, đây là trang, một trang. Và thông thường thì trang thì nó nói chung là nó ít sử dụng, nó chủ sử dụng để làm một số trang tỉnh. Và khi nào các bạn lập trình á, thì cái trang này nó sẽ ví dụ như nó sẽ tạo ra nhiều giao diện, một số nhiều bay khác nhau á, thì chúng ta sử dụng trang rất là nhiều. Nhưng ở cái việc mà viết blog đơn thuần á, thì cái trang nó chỉ nói chung là nó cũng không cần thiết lắm, các bạn có thể dùng bài viết cũng được. Đó, đặc biệt cái trang này thì hôm trước mình có giới thiệu là nó có thể đặt cái link cái trang này làm trang chủ á. Thì bạn muốn đặt cái trang giới thiệu đi làm trang chủ sai thì các bạn vào lại cái cài đặt này, bạn vào cái đọc, sau đó là các bạn chọn một trang tỉnh, các bạn thể chọn cái trang giới thiệu nên làm trang chủ, click vào giới thiệu, bấm lưu thay đổi, thì các bạn thử ra ngoài trang chủ á, đó thì mặc định nó sẽ lót vào cái trang giới thiệu. Đó là chức năng của trang. Thì bài viết nó không có làm được chức năng này, bài viết thì chỉ có click những bài viết có cái link cụ thể thôi, chứ không thể chọn một bài viết làm trang chủ. Nhưng mà cái trang nên có một cái hay hơn, đó là nó có thể chọn một cái bài viết trang khu vực trang này để làm trang chủ. Thì trang nó cũng khá là đơn giản, nó có chừng đó thành phần thôi. Thì mình sẽ trong các video sau mình sẽ hướng dẫn những cái phần khác. Còn phần trang thì video tới đây là kết thúc. Chào các bạn nhé.